Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo Trần Thanh Đông sinh năm 1991, Trần Văn Trường sinh năm 1985, đều trú ở xã Cư Ni, huyện EK, Đắk Lắk, Nguyễn Minh Trường sinh năm 1997, trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Nguyễn Triệu Vi sinh năm 1996, trú tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, về cùng tội danh vận chuyển trái phép 75 bánh heroin, tương đương hơn 20 kg. Trong phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.